Xin chào mọi người, hiện tại là em đang có mặt ở tại Di Linh. Và hôm nay thì em muốn giới thiệu đến cho mọi người một trong những vườn lan vũ nữ có thể gọi là lớn nhất cái tỉnh Lâm Đồng này nhá. Nghe nói là ở cái vườn lan vũ nữ này có một thứ rất là đặc biệt. Để khám phá xem điều đặc biệt đó là gì, mọi người đi cùng với em nhé. Tới nơi rồi cả nhà ơi, khi chúng ta bắt đầu mở cửa ra là trước mắt mọi người là một cái biển màu vàng rộng bao la bát ngát, rộng mênh mông luôn ha cả nhà. Đó. Và mọi người có nghe thấy gì không ạ? Điều đặc biệt là gì mọi người biết không? Đó, đây là vườn lan mà được nhà vườn cho nghe nhạc thiền từ khi mà cây lan nó đang còn nhỏ như thế này. Đây là một cái vườn lan mà nhà vườn cho nghe nhạc thiền từ khi mà cây lan đang còn rất là nhỏ nha mọi người. Nhỏ hơn như thế này luôn. Đó, tới khi mà cây lan nó trưởng thành để ra vòi hoa. Đó, tới có vòi hoa như thế này ha. Đó, mọi người nhìn thấy cái gì ở đằng xa xa kia không ạ? Đó, chỗ cái hoa sen đó cả nhà, mọi người có nhìn thấy rõ không? Đó, và bây giờ em sẽ lặng im cho mọi người cảm nhận ha. Cây lan mà được cho nghe nhạc thiền á, thì riêng bản thân em là khi mà bước chân vào đây rất là bất ngờ các anh chị ạ. Lần đầu tiên mà trong cuộc đời thấy là cây lan được cho nghe nhạc thiền từ nhỏ tới giờ. Đó, và trước mắt mọi người đây là một trong những cái dòng vũ nữ có tên gọi là vũ nữ vàng tuyền ha cả nhà. Hầu hết cái vườn lan này là đa số là trồng vũ nữ, có thể gọi là thiên đường của vũ nữ đó cả nhà. Ở đây đa số chính là vũ nữ vàng tuyền, trong đó thì sẽ có những cái mặt hoa như là cam lửa này, vũ nữ cam lửa này cả nhà này. Mọi người nhìn thấy không, cái vòi hoa nó rất là đẹp ha. Trời ơi, rực rỡ luôn này cả nhà này, cái cánh. Cây này thì nó chưa ra hoa, nó mới nở có một vài bông thôi. Nhưng mà mọi người có thể thấy là cái chùm hoa rất là sum xuê luôn ha cả nhà ha. Vườn lan vũ nữ này người ta trồng bằng đá xanh này, công nghệ của Nhật Bản ha, làm cho cây rất là mát. Trước mắt mọi người đây là một trong những cái dòng vũ nữ nữa, nó có tên gọi là vũ nữ mèo đen. Có rất là nhiều anh chị ưa thích cái dòng vũ nữ mèo đen này. Dòng này là chiếm ưu thế ha. Đó, đây, nhiều anh chị thích lắm bởi vì cái mặt hoa độc lạ ha cả nhà. Đó, cái này rất là đông lâu tàn và bông cực kỳ to luôn. Bông cực kỳ to luôn ha. Đó, mọi người thấy cái mặt hoa đỉnh không? Ngoài ra, cái vườn vũ nữ này người ta còn có thể trồng vũ nữ để cắt cành để xuất sang nước ngoài ha cả nhà ha. Nếu như mà đi tham quan hết cái vườn này chắc là cả ngày vẫn chưa hết quá. Nếu như anh chị nào mới biết đến em thì mọi người có thể là bấm follow kênh Mê Lan ha cả nhà. Chắc là em cũng phải tạm dừng cái video này ở đây. Hẹn gặp lại mọi người ở những cái video tiếp theo và ở những cái buổi livestream tiếp theo nha cả nhà. Tạm biệt.